trên đường đi tới cây xăng Casey để mình mua cái số Powerball. Hy vọng 11 giờ đêm tối đêm nay mình sẽ trở thành tỷ phú hoặc triệu phú gì đó. Đó là tha hồ về Việt Nam thăm quê. Tha hồ về Việt Nam chơi luôn. Sẵn đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để chọn số Powerball, cách chọn trên cái ticket như thế nào. Là Powerball là gồm có 6 số thì 5 số thường và một số Powerball. Nó màu đỏ, số Powerball nó màu đỏ. Thể bây giờ rất là nhiều người đang xếp hàng chờ mua đây. I guess so. Okay, hôm nay mình sẽ nói về bao bò. Làm giàu ở Mỹ không có khó, chỉ cần 2 đồng thôi mình có thể trở thành triệu phú hoặc tỷ phú. Ok, rồi mình giải thích ha. Bây giờ cái khu vực này là mình phải là pick 5 số. Còn Powerball là 6 số, đây là 5 số và đây là 1 số. Số đây là số Powerball, đây là số thường thôi, 5 số ở đây và 1 số ở đây. Ok, làm giàu ở Mỹ không khó ha. Mình chọn nó được 3 giải số rồi. Xí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi phòng vào hả? Đấy. Ok, sau 11 giờ đêm chưa biết ai giàu hơn ai ha. Ok, tối nay mình có thể trở thành tỷ phú. Hopefully. Ok. Ok, hôm nay mình sẽ phải tốn 10 đồng cho vé số đây. Đây mỗi giải là 2 đồng, 4 đồng, 6 đồng, 8 đồng, 10 đồng. Mình sẽ mua 5 số, 5 giải số. Ok, sau 11 giờ trở thành tỷ phú của Mỹ. Ok, billionaire tonight. Sau khi đưa cho nhân viên cây xăng thì mình sẽ xuất ra được tờ vé số như thế này. Ok.